Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nguyện thử diệu hương vân biến mạng thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát. Vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, hiền khởi quang minh đại sân tánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sanh. Giải phát bồ đề tâm viễn đi chư vọng hiệp viên thanh vô thượng đạo. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất, thiên nhân di đạo sư tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tan tháng ân kiếp mạc năng thẳng. Nên thế sợ đề tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo đang tư nghị. Ngàn tư đạo rằng như đệ châu thập phương chư Phật anh hiện trung, ngã tăng anh hiện chư Phật thiền đầu diễn tiếp túc quỷ mãn ni đệ. Chế tâm đảnh đệ Nam mô Tần hư không biện pháp dơ hóa hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng thường trú tam bảo. Chế tâm đảnh đệ Nam mô Ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù sư Lợi Bồ Tát đại hành, Vô Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Kế Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh đệ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thank you.
dân chỉ tình thủy biển sai tam thiên thành không bản đức đời nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hòa diêm hoa hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn bồ ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô ấn đa đắc na đa đa già già nam mô a di đà bà đô kiệt thường bản trạng gia bồ đề tăng đó bà già ma tăng đó bà già ma ca lô ni ca già thất băng đa phật về số đắc na đắc bà nam mô ta kiên lần đại mong ma đi già bà đồ kiên đế thất phật ra lần đàm bà nam mô na ra đi thì mai bạn đã xa mê thất bà ta đâu dù bằng à để dẫn tất bà là cái đến nam ma bà già ma phần đàn đó đã diệt tan bà đồ hết đồ càng để cả đến để di thì ma bồ đề tát bồ thằng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma rì đà dừng u lô u lô hiếp mông đồ đô đô lô phật xà dạ đến ma phật xà dạ đến đa ra địa rì đi thần Phật ra 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 mà Phật ma ra bốn đền hệ tất cả tất na xa tâm Phật ra xa đời văn ra văn tâm Phật ra 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 ô đô đô mạnh ra ô đô đô hệ thì ta ra tất thì tô rô tô rô bồ đề gia bồ đề giam bồ đề giam bồ đề giả di đế đi a na răng đi đi ri sắc ni na ba già ma na ta ba tất cả đại giả ta ba ai ma tất đại giả ta ba thần đại vô ngã tất cả bằng đại giả ta ba na răng đi ta ba ai ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục hệ giả ta ba tam ba mạng ha tất cả đại giả ta ba nhà nghiệp ra tất đà anh ta ba ba đà ma yên tất đà anh ta ba anh đã ra đi bằng đà ra anh ta ba ma ba lữ thân nghiệp ra và ta ba nam mô ấn ra đắc na ra ra và và nam mô a di đà ma đô nghiệp đê tất cả bàn ra và ta ba tất cả điện đô mạng đa ra mất cả xà và anh ta bà tất cả điện đô mạng đa ra mất cả xà và anh ta bà tất cả điện đô mạng đa ra mất cả xà và anh ta bà nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo quy lễ đẳng tam giới tôn quy mạng mười phương phật con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh ngũ bạch danh trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề hít một bao thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp tán tao ngộ ngà kim kiển văn đất thọ trì nguyện
giải Như Lai chương thiệt nghĩa. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đơn cư ba thường tuyệt trần ấy, tường quan thước ba thiên sanh bình, cam thổ năng trừ vạn kiếp tai. Thế liệu Phật hay kim thế giới, hồng liên giống sức ngọc lâu đài, ngã kim khê thủ phần hương tán, huyền hướng dẫn gian ứng hiện lai. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chư Tâm Đảnh Thệ, Nam mô Hiện Đại Từ Tại Thiện Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Thiên Đại Tướng Quân Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Tỳ Xá Môn Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Tiểu Vương Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Trưởng Giả Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Cư Sĩ Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Tế Quán Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Bà La Môn Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Tỳ Kheo Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đảnh Đệ, Nam mô Hiện Tỳ Kheo Ni Thần Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Hữu Bà Di Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Phụ Nữ Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Đồng Nam Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Đồng Nữ Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Thiện Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Long Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Giả Xóa Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Căn Càng Bát Nam Mô Hiện Càng Tát Bà Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện A Tu La Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Ca Lâu La Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Khẩn Na La Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Ma Hầu La Già Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Nhân Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Đảnh Đệ Nam Mô Hiện Phi Nhân Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế
can thần thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Ê tâm đảnh đề Nam Mô Thí Vô Quý Quán Thế Âm Bồ Tát. Ê tâm đảnh đề Nam Mô Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Thân Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Nhĩ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Tỳ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Văn Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Dùng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Hành Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Ái Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đắc Như Thị Kính Quán Thế Âm Bồ Tát.
tâm đánh để nam mô để ngã như để Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô cần ngã như cần Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô đắc ngã như đắc Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô ức ngã như ức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô sự ngã như sự Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô cúng dường ngã như cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô tịnh tam nghiệp Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô đắc quán âm diệu hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô trừ tam đồ khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô pháp giới đắc thành lượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô dịch thoát chúng sanh chư khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô Quán Kỳ Âm Thanh Di Đắc Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô sứ độc dược biến thành cam đồ tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô linh nhân đi dục Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đánh để nam mô linh nhân lý sân Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đinh Nhân Đi Si Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Dự Nhân Đắc Nam Nữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Thọ Nhân Đệ Bái Phước Bất Đường Quyên Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Thọ Nhân Cúng Dường Phước Bất Cùng Tận Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Vị Chủng Chúng Hình Vũ Chư Quốc Đồ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Vũ Chư Quốc Đồ Độ Thoát Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Thiện Ứng Chư Phương Sở Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Hoàng Thệ Thâm Như Hải Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Nghịch Kiếp Bất Tư Nghị Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Thị Đa Thiên Ức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Phát Đại Thánh Tịnh Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Vắng Danh Bất Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Kiếm Thân Bất Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Tâm Niệm Bất Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Diệt Chư Hữu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh nữ Nam Mô Tướng Gia Hại Bất Khở Từ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.
tâm đảm đệ Nam Mô Cụ Túc Thần Thống Lực Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Quán Tu Trí Phương Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Vô Sát Bất Hiện Thân Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Sanh Lão Bệnh Tử Khổ Tức Diệt Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Hộ Đắc Chơn Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Đắc Thanh Tịnh Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Quán Đại Trí Tuệ Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Đắc Bi Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Đắc Từ Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Thường Nguyện Thường Chiếm Ngưỡng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Tuệ Nhật Phá Chư Ám Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Phổ Minh Chiếu Thế Gian Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Bi Thế Giới Lôi Chấn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Từ Ý Diệu Đại Vân Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảm đệ Nam Mô Chú Cam Lộ Pháp Võ
Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đánh để Nam Mô diệt trừ phiền não dìm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đánh để Nam Mô chúng oan tất thoái tan Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Diệu Âm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Phạm Âm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Hải Triều Âm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Tịnh Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Từ Nhãn Quán Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Phước Tụ Hải Bốn Đường Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Ứ Khổ Não Tử Ách Năng Vì Tát Y Hồ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô ủng hộ Phật Pháp Sư Trường Tồn Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Nhật Dạ Tuần Tự Thân Y Pháp Trụ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh để Nam Mô Tùy Sở Trụ Sư Thường An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngã Kim Khề Thụ Thể Nguyện Cộng Chư Chúng Sanh Sơ Cầu Giải Mang Túc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngã Kim Khề Thụ Thể Nguyện Cộng Chư Chúng Sanh Sơ Cầu Giải Mang Túc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô
sanh sở cầu giải mãn túc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba Đa Mật Đa Tâm Kinh Quán Thờ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba Đa Mật Đa Thờ Chiều Kiên Ngô Mận Giai Không Đồ Nhớ Tiết Khổ Ánh Xa Thờ Tự Sắc Bất Gì Không Không Bất Gì Xa Sắc Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc Thọ Tướng Hình Tức Diệu Phục Như Thì Xa Thờ Tự Thì Dự Vào Tướng Bất Sanh Bất Diệu Bất Có Bất Tình Bất Tăng Bất Giờ Tỷ cố ông trung vô sắc vô thọ tường hạnh đức vô nhàn nhị tỷ thiệt thân nghị vô trang thanh lương về số pháp vô nhãn giữ này dĩ bộ y đức giới vốn vô minh diệt vô minh thần này chỉ vô nào từ diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô đi diệt vô đất dĩ vô sờ đất cố bồ đề tát đại bát nhà ba la mật đề cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hưởng vô Huyền lý thiên đẳng mồng tượng ngữ cách đi cơ bàn thâm thế chư Phật khi bác nhã ba la mật đà khô đắc ca nậu đà la tâm yếu tâm hồn đều trí bác nhã ba la mật đà. Thầy đẳng chú thị đà minh chú thị vô thường chú thị vô đẳng đẳng vũ năng trừ nhật thiết khổ chân thiệt bậc khử khổ thiết bác nhã ba la mật đà vũ tức thiết vô việt đề đề. A lan đề ba la tăng đề mô đề tám ba ít đề đề ba la đề ba la tăng đề mô đề tám ba ít đề đề ba la ít đề ba la tăng đề mô đề tám ba ha tiểu tai các tường thần vô năng bồ tát mới đam cái đà nằm ba bát đó để ai đã ra ta nằm đã địa tạng tham khê hồng mông nhập phà ra nhập phà ra bắc ra nhập phà ra bắc ra nhập phà ra đề giác xá đề giác xá giác tri đề giác tri đề ta vẫn ra ta vẫn ra hiện đề ca tân ngài đệ giờ ta ba năng mồ ta vẫn ra đà nằm mà bắc ra đề ai đà xá ta nằm đà địa ta khê hồng mông nhập phà ra nhập phà ra bắc ra nhập phà ra A ra nhẩm và ra đề dật xa đề dật xa dật đi thì dật đi thì ta cũng ra ta phần trái ngày đề ca tất thì ta ba tháng mùa tám đám đà nằm ba bắc ra đề ai đã xa ta nằm nằm đà địa ta a ghê hồng hồng nhập và ra nhập và ra bắc ra nhập và ra nhập và ra đề sắc xa dật đi thì dật đi thì ta cũng ra ta cũng ra ngày đề ca tất thì ta ba Nam mô Tam đa ma đà nam ma ba đa đề a đa ra đa nằng nằm đa đề tăng kê hồng hồng nhập ba ra nhập ba ra ông ra nhập ba ra ông ra nhập ba ra đề giật xa đề giật xa đang đi thiền đi đi thân ra tham ra đề căn đi ở ta bà lần đêm mang lạnh đêm ngày sáu tự điệu an lành tất cả các tự điệu an lành xin nguyện chữ Phật thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm mang lạnh đêm ngày sáu tự điệu an lành tất cả các tự điệu an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau tự điệu an lành tất cả các tự điệu an lành xin nguyện hộ pháp thường gia hộ Nam mô Tiểu Tài Tăng Phước Thọ Bồ Tát Nam mô Tiểu Tài Tăng Phước Thọ Bồ Tát Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập phổ hiền Bồ Tát thập chúng đại nguyện
Như ca già đệ kinh chữ Phật ca nhị già xứng tán Như Lai tam già quán tu cung dường tư già sam hội nghiệp trưởng thù giá tùy hỷ công đức lục già tính chuyện pháp đừng Phật giả tên Phật trụ thế bác giả thường tùy Phật học cứu giả hằng tuân chúng sanh thập giả khổ giai hồi hướng đầy Phật công đức thù thắng hạnh bố biên thắng phước giai hồi hướng nguyện bạch giới chư chúng sanh thể tóc bản vô thượng quan Phật sát kế nguyện tiêu tạm chưởng trừ phiền não nguyện đặc trí tuệ chứng minh điều phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tới phương tịnh độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu Hòa khai kiên Phật ngộ vô sanh bậc tối Bồ Tát vi mạng lữ nguyện dĩ tử công đức phổ cập dự thiết kế ngã đành dự chúng sanh dài cộng thành Phật đạo tự huy Phật đương nguyện chúng sanh thề giải đại đạo Phật vô thượng tâm từ quý pháp đương nguyện dụng sanh thể tâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải từ quý tăng đương nguyện dụng sanh thể thông đi đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem con đực này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật